Khánh, xin chào cô chú bác anh chị em thân mến. Chào bò rất là nhiều anh em ơi. Đây là những con bò em được về ngày hôm nay ha. Và ngày mai thì chạy sẽ về những cái hàng mà kem 3B lực tầm khoảng 1m1 như thế này, pin như thế này là rất là nhiều ha. Về rất là nhiều luôn cho cô chú anh chị em đến chọn lựa ha. Hôm nay thì em bắt không mất kịp rồi. Đây, mẫu 3B kem rất là pin ha. Xương sóc nè, tầm trung thôi ha. Xương tầm trung thôi nhưng mà cổ với vai rất là lực cho cô chú anh chị em ha. Đây, con này có sừng nha. Mỏ đen. Có rất là lực. Bò này là vừa 6 tháng rưỡi nè. Cho cô chú anh chị em xem ha. Ngày mai thì cô chú anh chị em có mua, ngày mai tầm khoảng 9-10 giờ đến trại giùm em. Là cái hàng như thế này nè, rất là đông, tầm khoảng 1m1 nè, về rất là nhiều, tầm 5-6 con. Ngày mai 5-6 con là có thể hơn nữa đó. Tại vì hôm nay mua rất là nhiều, gửi được rất là nhiều luôn. Tha hồ mình đến mình xem ha, bộ pin thấy hổng gài cô chú anh chị em. Tại em mà kiếm bộ pin mà nó bán hết trơn. không kịp mua bán hết rồi, cô chú anh chị em thông cảm ngày mai ha. Mai về đi, mai lại em đi, em chừa cho một lô rất là đặc biệt, bò đẹp, ngày mai là bò đẹp pin pin vậy nè ha. Cho cô chú anh chị em chọn lựa bò pin không à. Bò này em nói dữ lắm nha, rất là lực ha. Cái mặt nó hơi chạy chút tại vì nó về đi xe mà nó mua lửa. Bò rất là đông ha cô chú anh chị em. Rồi tiếp tục với lô trong đây thì lại vừa về thêm hai em bò độ đẳng cấp. Đây em đầu tiên là em lỡ dòng F1 với cái chiều cao là 1m15 ha, bò rất là lực. Độ tuổi là khoảng 9 tháng rưỡi bò, 10 tháng của chú anh chị em. Rất là lực bò ha, rất là dài pin. Những anh chị em nào mà có nhu cầu xài bò lỡ thì đến trại của em ha. Đây, cái này là con kem, con này là con kem dòng 2 ha, kem F2 này. Anh chị em coi nè, cái đầu không ăn khủng khiếp luôn. Về nó ăn, bò này đang rụng nè, đang rụng lông đang lớn nè, cái lưng lần lửa này, lần giữa này nó có một lần rồi, thấy không nè, đó. Con bò là đang lớn, con bò rất là đẳng cấp ha. Chiều cao 1m15 ha. Cái cạnh đuôi nè, em hết biết cái cạnh đuôi luôn rồi. Trời ơi, con bò cạnh đuôi dữ thiệt, đít đấy nè, mỗi thằng thì đít luôn. Con này thì lùng liền nha, chiều cao là 1m, con này chắc yếu 1m15 quá, nhưng mà con bò nó có bề nha, nó có thùng dữ thần lắm, bò đẹp dữ lắm nha. Anh chị em tới chạy xem là khỏi có chê được con bò luôn á, chỉ chê giá thôi, chứ bây giờ bò này thì không có đường chê rồi. Tập bò lỡ ha, bò này 9 tháng bò ha, không được 9 tháng đâu, tầm khoảng 8 rưỡi à, bò rất là pin. Bò này bò độ nha, bò này kêu bằng bò độ dữ luôn á, rất là đẹp bò. Đây một con 3B chung một chuồng luôn ha, chung một chuồng luôn, quá tay 3B luôn rồi. Đây cái lưng nè, trời ơi, con bò gần 1.5 tay, thối thần thiệt chứ. Nè cái đầu đó nè, anh chị em coi đi, hết biết cái đầu đó luôn, bự. Chưa sổ mũi ha, cặp bò này mới về chưa sổ mũi ha. Cặp bò này rất là pin ha. Nhưng mà giá cũng rất là xì tin luôn. Tại vì bò độ nha. Bò độ thì giá nó không có rẻ được nha cô chú anh chị em. Thì cô chú anh chị em có nhu cầu xài á thì ngày mai đến trại đi. Bốn con bò lỡ này em nói mà vỗ một tăng ha, là không có đường nào mà mình trại mình vô bò là không có đường nào mà mình lỗ được hết. Tại vì giá bò hạch càng ngày càng lên, không có bò hạch mua luôn, giá bò hạch càng ngày càng lên 200 rồi nghe cô chú anh chị em. Bò thạch á, bò thạch bây giờ là giá 200 rồi ha, 200 ngàn một tạ rồi ha. Mà theo em nghĩ thì cái tỷ lệ mà cái giá bò hạch nó sẽ còn tăng nữa nha cô chú anh chị em. Nè cái đít nè, hết biết cái đít luôn rồi, con bò này đít không tưởng cái đít.
chân nó thẳng băng. Đẹp bò, cặp bò này đẹp dữ lắm. Nhưng mà cặp bò này giá cũng cay dữ lắm. Ba con này là nó xứng nè. Đó, cô chú anh chị em nào bắt ba con bò này về dỗ một tăng là tầm khoảng chắc tới Tết quá, tới Tết tháng sau năm sau là mình xuất á. Ngày Tết luôn. Vừa trọn năm. Anh nghĩ chắc không được đâu, không được năm đâu. Tầm khoảng tháng tháng 9 tháng 10 là mình xuất rồi. Tại vì bò này giờ nó bự rồi mà chứ nó đâu có nhỏ nữa. 1m15 mà cứng bò, bò này giờ vô dỗ tăng. Này, con này thì ăn nước rồi nè. Hai bò này là chủ nhà cho ăn nước nè. Thùng dạo có nè. Cô chú anh chị em coi nè. Chân nó. Rồi cái chân hết biết cái chân thiệt chứ. Nhưng mà cái chân mình ta có cái đít nha. Mà mấy con mẹ nó là toàn là mẹ đẳng cấp không? Bò thường. Cái loại mặt gãy gãy này nó ăn tàn sát thiên linh luôn. Còn rất là độ luôn nghe cô chú anh chị em. Pin nè. Cái lưng 1,5 gan á. Nói vậy là biết rồi đó. Cái lưng 1,5 gan. Hết biết luôn. Bò ăn quay rất là sai cô chú anh chị em coi. Bây giờ thì cái giá bò thịt nó đang tăng. Cho nên là những cô chú anh chị em nào mà em khuyên thiệt, bán là lầm đó nha. Bây giờ mình bán sớm mà mình sẽ bị lòng đó. Ví dụ như mà 200 ngàn tạ thì mình xuất, còn không được 200, 195 thì có thể xuất là hên xui đó. Tùy. Chứ bây giờ mà ai mà nghe, em mà nghe có một số, hồi nãy có một chú lại bán có một có 17 triệu tạ. Trời ơi, ông bán rồi ông nói sao mình bò đứt muối á, mà có 17 triệu tạ mà vừa bán xong nó bắt liền luôn, nó ngồi nó giữ luôn. Mà cô chú anh chị em biết được. Những ai mà xem được cái video của em á thì nhớ là mình chia sẻ với nhau để mình nói, là nói chung là không phải nói gì, như là bò thịt, nó giá bò thịt nó đã lên rồi để cho cô chú anh chị em mình đỡ ha, chứ đừng có nghĩ là bò thịt nó rẻ nữa nha. Ai lại kiếm bò rẻ thì đi kiếm chỗ khác mua là gì đó. Ai mua bò thịt lại nó bò vẫn còn rẻ thì thôi đi kiếm chỗ khác mua đi. tôi không bán rẻ, nói vậy giùm em đi đó. Cái này là không phải là mình em xúi gì, nhưng mà thật sự là bò thịt nó đang lên, chạy lại em kiếm bò thịt luôn là cô chú anh chị em biết rồi. Đây đây là một em bò rất là độ luôn. Cái con bò này thì cô chú anh chị em dỗ khoảng tầm 5 tháng nữa. Con bò này bữa nay nó ăn khủng khiếp luôn, hôm qua nó về mệt nó không ăn, bữa nay nó ăn ghê gớm luôn. Gom ra một cái khủng khiếp, rất là biên hả cô chú anh chị em. Bò này rất là lớn nha, to bò khủng khiếp luôn. Còn con này nó ăn miệt mài luôn nè, con này nó ăn miệt mài luôn, con 220 này là nó ăn miệt mài luôn. Bò này khủng khiếp lắm nha cô chú anh chị em, nào mà có nhu cầu xài thì đến giùm em ha. Trại bò Thanh Tính, địa chỉ là ấp 4 thành phố Cầu Kè, Trà Vinh. Thì ngày mai là trại sẽ về những cái hàng mà tầm khoảng 6 tháng rưỡi, như bò bin nãy bò trắng em mới quay ngoài đó. Thì ngày mai là em về bò đó rất là nhiều, tầm khoảng là 7-8 con á. Tại vì hồi nãy em mua được rất là đông, một chuồng 3 con, 2 chuồng 3 con, có nghĩa là một chuồng 3 con, 2 chuồng 6 con rồi đó. Về gần 6-7 con là bò lắm. À hồi mình lại mình chọn ha. Này cành đuôi này em hết biết bò luôn rồi. Nói chung bò kem hồi đó giờ mới thấy cành đuôi quá trời dữ thiệt. Có một con bò hồi đó giờ em mới thấy nè, không biết anh chị em thấy không? Là nó ba bê nhưng mà cái cành đuôi nó là từ đây xuống đây là nó suông đuột luôn, nó không có cái chà này. Nhưng mà cái đầu đuôi nó vẫn có chóc nhọn bình thường, nó không có cái chà này ha. Có con bò đó nữa. Nhưng mà không biết nghe không. Nó lạ quá cho nên là chạy không dám bắt, nhưng mà nó rất là biên. Rất là biên bò, nó có chót đuôi đàng hoàng luôn. Tại vì bây giờ nói chung là bò đít muối với bò ấy bây giờ là nó dễ bị cái vụ mà cái đuôi lông đuôi nó ít sạch à cô chú anh chị em ơi. Người ta nghiên cứu, người ta làm cho con bò cái đuôi nó ngắn lại. Thật sự cái đuôi này á, tôi nhìn đẹp thiệt, nhưng mà buổi sáng mà tắm nó thì né nó ra giùm, né cái đuôi nó ra giùm, nó quất một cái là thôi rồi luôn á. Nhưng mà nói chung bò này quá dữ rồi, không đường nào tả nó nổi. Biên, quá biên luôn, rất là đẳng cấp con bò luôn. Ông
ngoài rất là đông ha, nhưng mà bò này là bò bán cho khách rồi. Rất là sung ha. Về là chạy là quen là ăn thả ra cho nó ăn thoải mái luôn ha. Trại bò, trại của em là trại bò Thanh Tính nha, địa chỉ là ấp Tư Thành Phố Cầu Kè Trà Vinh. Đây, trại có bò cái đó nha cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu xài á thì cứ đến trại liên hệ giùm em. Em này là em bò cái tơ chữa được gần 8 tháng rồi ha cô chú anh chị em. Con bò nằm ỉa luôn nè, nó làm biến ghê không đó, nằm nó ỉa luôn á cô chú anh chị em. Những cái con bò như thế này á, thì nó tầm khoảng 7-8 tháng như vậy. Cô chú anh chị em đừng cho nó ăn nhiều, ăn vừa phải thôi ha, ăn kèm theo rơm. Rồi bò này bữa hổm mập lắm nhưng mà em không có dám tới gần đẻ, em không có cho ăn nhiều nữa. Rồi cho nó dễ đẻ, mày đẻ xong đi tao cho mày ăn nhiều lên đó. Cái con sâm bùn này cô chú anh chị em thấy đi, bây giờ á thì cái lúc mà nhé thì cô chú anh chị em nhìn nó thường lắm, nhưng mà tới khi mà nó lên rồi cô chú anh chị em thấy không, con bò khủng khiếp. Ừ, khủng khiếp luôn. Hot đi cái đích nè cô chú anh chị em có nhu cầu thì đến trại giùm em ha. Những con bò này là những con bò giá đấu cho nên là em không báo giá nha. Cô chú anh chị em nào mà có cần xài thì cứ móc điện thoại lên alo cho em. Alo tính ơi, bò đó nhiêu tiền em sẽ báo giá cho cô chú anh chị em. Nói với những cô chú anh chị em là muốn mua con bò thì em sẽ báo giá. Cái người nói chung là cái người thật sự người ta muốn mua thì nó dễ lắm hay cô chú anh chị em. Còn cái người không muốn mua bằng mọi giá sẽ nói mỗi cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau để mà không mua thôi đó. Rồi em nói vậy là được rồi, không nói nhiều nữa. Nói chung là bò dữ đẹp, thấy ghê chưa. Cô chú anh chị em nào có nhu cầu xài thì cứ đến giùm em đi. Ngày mai ha, ngày mai gì rất là nhiều, bữa nay em chở gì hết đẹp rồi. Nè coi siêu sám nè, ăn rồi nằm vậy nè đó, bò này bán rồi luôn đó. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 con, 6 con bò lỡ lỡ vậy nè. Còn mấy con bò lỡ này nè, tôi nói thiệt, bây giờ những anh chị em nào mà em phân tích như vậy nè, nó có một cái trường phái là như thế này, có nghĩa là những anh chị em á, người ta đồng vốn ít thì người ta bắt con nhé. Còn những anh chị em mà vừa mới xuất bò mà thí dụ như mà mình có điều kiện kinh tế đồng vốn mình cao chút, bây giờ anh chị em bắt một cái con bò nhé, nó tầm ở luồng khoảng là 23, 24, 25 là những con bò nhé đẹp, thì cô chú anh chị em ráng cố gắng thêm giùm em khoảng tầm 2-3 triệu nữa thì có thể bắt được bò này. Mình nuôi con bò nhé 3-5 tháng chưa chắc gì đã cứng được như bò này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những con bò độ này tôi có thể thêm 5 triệu tôi vẫn thêm. Tại vì sao? Hai thằng nó ăn bình thường, nhưng mà cái thằng này nữa tôi dễ bán cực kỳ, dễ bán cực kỳ luôn. Đó. Nói như vậy á, đó là cái trường phái mình xét về bò lỡ ha. Rồi trường phái thứ hai thì cái con bò nhé của người ta là con bò nhé dính trong mẹ, về mình có thể tập theo cái điều kiện môi trường của mình, ăn nó sẽ rất là dễ. Còn con bò lỡ á, thì ở nhà người ta, nếu mà những người mà người ta bán với cái điều kiện là người ta thiệt tình, người ta kẹt tiền gì đó người ta bán, thì người ta sẽ chia sẻ thiệt cho mình là con bò nó cách ăn sao. Còn những cái tay mà bán cái dạng như là bò có ăn yếu ăn dở kêu bán thì không ai mà chia sẻ cho mình cái chiêu đó đâu. Nó cho nên là về mình nuôi hơi khó hơn chút là ở chỗ đó cái con bò lỡ. Nó cái này là em phân tích thiệt tình, ở đây em bán em lấy đồng tiền để em phụ giúp kinh tế gia đình, nhưng mà em phải phân tích rõ cho cô chú anh chị em. Nó cái gì nó cũng có hai cái mặt hết, cho nên là còn hiện tại những anh chị em nào mà muốn có cái tay mà mình nuôi bò cái sinh sản, bắt bò cái sinh sản cho em đi. Giá bò hiện nay là có thể em nghĩ là đón qua tháng 2 nó còn lên rất là đông, rất là nhiều luôn, lên nhiều luôn á. Cho nên là cô chú anh chị em có bò sinh sản cứ để lại đi, bò nào đẹp để lại cho nó sinh sản đi. Hên xui may rủi nó đẻ ra con bò đực là mình có tiền ngay. Đó. Rồi, vậy đi ha. Em xin chào cô chú anh chị em. Nói chung là bò rất là đẹp. Em đi từ sáng giờ luôn, bò rất là đẹp hơn rất là đông. Rồi, em xin chào cô chú anh chị em thân mến. Nhớ là đăng ký kênh. Đăng ký kênh là cái thứ nhất là để ủng hộ cho trại bò Thanh Tính. Cái thứ hai là để nhận được cái video mới khi mà trại bò Thanh Tính đăng lên.
thì nó sẽ báo những cái tin nhắn gì đó cho cô chú anh chị em xem. À, hôm nay tôi có đăng lên lô bò này thì cô chú anh chị em thấy cái lô bò hợp lý thì mình điện, còn không hợp lý ngày mai đăng lên một lô mới nữa mình thấy hợp lý mình mua. Cái đó rất là dễ, cho nên là mình khỏi cần vô cái trang mình tìm kiếm chi cho nó mệt, khi đăng lên là nó sẽ có thì hết trơn luôn. Rồi, em xin chào cô chú anh chị em thân mến, bò rất là đông ha.